Ok, mình sẽ giao lưu đối thủ Việt Nam. Elo chỉ có 1.600 thôi. Đừng bảo lại đánh khai cuộc Italy nhé. À, Rilopet. Cũng có tí khác. Khác bọt. Đưa ngay vào khai cuộc bức tường Berlin. À không, đây là chúng ta thấy là Rio Gambit accepted. Chưa nghe bao giờ. Về tượng. Phen luôn. Đây mình phải về mã để đẩy tốt lên. Cái thế cờ này nó hơi, chắc là chú bé 1.600 này chưa được học kit play. Cái biến này nó hơi hơi gọi là mới, hơi hơi nó không phổ biến cho những chú bé mới tập chơi. Về đây. Có lẽ chú bé Việt Nam đã bắt đầu thấy bí. Bí thì phải dí tốt. Không dí tốt. À, tấn công của tốt này. Tí nữa không nhìn ra. Sao đây, chú bé Việt Nam. Tiêu đề sẽ là ZTC phòng thủ quá hay, làm chú bé Việt Nam không thể tấn công. Đây nếu mình là trắng thì mình sẽ lao hậu lên. Đúng như vậy. Đây tốt lên. Ăn đây. Đằng nào cũng phải ăn thôi. ETC bắt đầu không chịu được nhiệt, phải lao lên để tấn công. Về đấy. Bắt bằng được con tốt này.
ra xe giữ. Này thì giữ này. Với Việt Nam đánh đến chủ bé Việt Nam đánh đến phút này cũng là đã khá hay rồi, không thể đòi hỏi gì hơn. Đây mình sẽ ăn tốt, xe ăn lên, xe ăn vào hậu ăn sang thì mình sẽ dã thằng xe này, ăn đây, xe ăn lên, xe ăn vào chiếu vào vua. Nước đánh gọi là đầy tính chiến thuật. Chú bé đang phải phân vân. Nước ăn tốt quá, đầy tính chiến thuật của set thành công. Lên xe giữ tốt. Chiếu đây thì mình sẽ ăn được à, không, cũng chưa ăn được. Cứ rút thôi, ăn xong lại cứ rút thôi. Khả năng là về tượng đây ăn tốt. Ok, mình phải lên để giữ con tốt này. Sau đó thì đưa xe ra để, à không, không đưa được. Xe ra bị giã ngay. Lên tốt. Nguy hiểm quá nhỉ. Chiếu. Thôi đổi hậu đi. Đằng nào cũng đen sắp hết giờ. À trắng sắp hết giờ rồi. Dây thì làm gì? Ô thôi. God, no!